bác Thịnh à? Vâng, bác đã trồng hết chanh chưa? Ủa bác đang ở chỗ đông đấy ạ, bác ơi, chanh hôm đấy trồng hết chưa bác? Chưa, nó bắt đầu là uống để cho nó ra thế thoải mái rồi mới trồng. À, vẫn bảo dưỡng nó dễ gì? Ủ cho nó ra dễ rồi có vẻ vàng dễ tôi mới trồng. Vâng. Coi khi trồng cơ giáp tết tôi mới trồng hoặc là riêng tôi trồng. À, rồi, bác có kinh nghiệm trồng rồi gì? Rồi. Chứ... Đáng nhẽ là mình mà rỗi ấy, mà không bận việc ấy thì rỗi thì nó vào cuối năm mà rỗi thì mình bọc cho nó cái nhào bùn rơm bọc cho nó vào trong cái để ấy, thì đẹp. Nhưng vâng. Mà mình không có thời gian. Chứ, hôm ý là bác lấy 50 cành đấy thì cái cắt như thế có được không? Dạ, 50 cành là đang tạm thời để 50 cành lên trước đã. Nếu không thì tôi còn ra khoảng 2 mẫu nữa. Vâng. Đặt đại trà thì nó đặt nhiều. Để xem nó phát triển thế nào của đã nhỉ. Vâng, nhưng mà bảo là cắt cành mới lại bộ rễ của nó, thế bác có hài lòng không? Tuyệt vời rồi, thuộc bộ rễ rồi, nói hôm qua rồi mấy thử ra rễ nó ra đẹp lắm, thích lắm. À, nhưng mà cắt 3 ngày để tưới vòng. Vâng, thế cắt cành thì có được không? Cắt cành thì có đẹp không? Cắt thế là đúng rồi, cắt thế nó về sau nó bật ra mới đẹp chứ chú. Dạ, vâng. Cảm ơn. Vâng. Đấy thì bác cũng là khách hàng lấy thí điểm 50 cành trước, nếu mà được thì bác lại đặt tiếp nhá. Rồi, có gì thì nếu mà bạn tôi nó mà lấy thì tôi sẽ điện cho chú nhá. Bác là Nguyễn Hữu Thịnh ở xóm 4 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai à? Rồi. Đấy, cái xe khách 79 nó mới đi qua đấy. À, lần sau 07 đó đi qua đấy. Vâng. Thế lần sau gửi cái xe ở Xuân Khanh. Gửi Xuân Khanh ngay xuống toàn ngay mặt đường. Tôi lên đường. Hôm nay là đi ăn cưới ở đâu đấy? Đang ở chỗ nông trường bò Phú Bán đây này. À. Chỗ gần Xuân Mai đấy, bên trên Xuân Mai này. Chỗ Phú Bán đây này. Thế là tóm lại là dịch vụ chuyển hàng hôm đấy là bác hài lòng cái gì? Rồi, nhất trí rồi, quan điểm rồi. Vâng. Cái giống thế nào đấy, nhưng mà cây thì đẹp thôi. Chúng cắt thế là tôi là ưng ý lắm rồi. À, giống thì đấy, cắt nguyên ở trên thân của những cái video kênh cây đấy chứ giống thì chẳng nhẽ mình. Rồi, cứ phải cắt thế rồi, về sau nó bật lên mới đẹp. Đúng vâng. Không? Nhưng mà cắt sơ rồi, lại về là phải làm lại, mệt lắm. Mà cái bộ rễ của nó đẹp, bộ rễ của nó như thế là đẹp. Bộ rễ chỉ bị một cành bị vỡ tí bằng đó phải không được gì. À, nhưng mà nó do vận chuyển thì một cành ấy mình chịu khó mình về dưỡng lại cái là nó lại bình thường mà. Mình ngủ mà mình tưới mà nó ẩm cái màu ra nó ra ngay mà đẹp. Rồi thế bác cứ ấy đi, bác cứ vui đám cưới đi, không có gì thì bác dùng đi xong thì thế nào bác alo lại nhá. À rồi, cảm ơn chú. Rồi. Phải hỏi thăm thế. Vâng. Vâng. Thế báo cáo với các bác là mình cam kết 100% là giống chanh Tứ Quý và mình chuyển rất nhiều cho các bạn ở các tỉnh xa nhé. Mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ cho mình sẽ cung cấp giống cho các bạn, giống chanh Tứ Quý. Số điện thoại của mình là 033 5305 982. Các bạn có thể vào YouTube, các bạn vào cái kênh Chim Cô Gái Hay. Các bạn vào kênh Chim Cô Gái Hay. Sau đó đây là cái kênh Chim Cô Gái Hay này. Đó, các bạn nhìn cái đại diện là con chim cô gái có cái chữ đăng ký bằng vàng trên bảng và có cái logo đây này, cô gái bao vì này. Thì các bạn vào cái mục ở trên điện thoại hay trên máy tính các bạn nó có cái mục là trang chủ video, danh sách phát, cộng đồng kênh giới thiệu và mục tìm kiếm. Thì các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm này. Ví dụ như các bạn muốn tìm cái thông tin về chanh này, các bạn gõ này.
chanh tứ quý. Đấy, thì các bạn thấy là nó có rất nhiều những cái video về chanh tứ quý đây này. Đó. Thì đây là những cái đấy, đây, ví dụ như đây là những cái cành chanh mà mình chiết tại vườn. Đấy. Rồi những cái cây chanh mà quả nó như thế này. Rất là sai. Đấy. Đấy, rất là sai. Thì anh em có thể là tìm hiểu và phải mua đúng giống. Đấy. Đúng giống luôn. Đấy. Đây, ví dụ như mình xem cái video này, các bạn xem mình bỏ qua cái đây. Đây. Video này mình gửi tranh gửi đến theo tô, bởi vì là chị Tư Gái Hay có nhận cái kênh bán cây cây tranh tứ quý trên cây tranh bốn mùa giống. Thì các bạn thấy là đây là cái dễ. Đấy, các bạn về các bạn sẽ để vào dưới bóng tán cây. Mình chuyển đi rất nhiều các bạn ạ. Có một số bạn lấy khoảng 200 cành, các bạn năm nay các bạn đã thu vườn và đã bán giống tiếp cho các mọi người rồi. Đấy, rất là nhiều. Đấy, tại vườn đấy. Tại vườn là mình chiết trên thân và bán giống cành cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi trên cái kênh đó. Đó, các bạn tìm kiếm. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ liên hệ vào cái thông tin này, cái bảng trên đây. Thì đó là cái kênh của mình. Mặc dù tên là Chim Mua Gáy Hay nhưng mà cái giống chanh tứ quý đã được bán rất nhiều các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.